Hello, xin chào các đồng chí, các bạn thân mến của Lượng Minh. Hôm nay là mình chia sẻ cái đề tài về một cái quân nhân ở Việt Nam bị có một cái tai nạn trong cái vấn đề quân đội, khiến một quân nhân tử vong. Thì trong mấy ngày qua thì Lượng Minh cũng có theo dõi Facebook, thấy một số anh em chia sẻ rất là mạnh. Một số anh em mà trong cái danh sách kết bạn của mình, những anh em mà trên này đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc á, thì tôi thấy các bạn rất là bày tỏ cái sự bức xúc và đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải mà điều tra thế này nọ. Tôi nói chị các bạn, chúng ta đấu tranh trên cái không gian mạng này, anh em chúng ta cần hết sức cẩn thận. Có những cái chuyện ở trong nước nó vừa mới xảy ra, mình là những người yêu nước, mình phải tin tưởng vào những người lãnh đạo một cách triệt để. Những cái câu chuyện ở trong nước phải hết sức thận trọng, chứ không phải cái gì mà mình cứ xe xe ngọc trời ra rồi mình lên tiếng như này nọ. Các bạn biết cái vấn đề tiêu cực trong một cái nội bộ thể chế hay là một quân đội hay là một cái xã hội, nó xảy ra là chuyện thường tình đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm sao hết sức bình tĩnh để những người người ta có cái đủ thẩm quyền, người ta giải quyết, người ta tìm ra những cái phương án nào tốt nhất. Cho nên nhiều khi anh chị các bạn share bài mấy cái mà chuyện như vậy, không bao giờ tôi bấm like chứ, không bao giờ. Tại thường thường tôi hay bấm like như này, anh em chia sẻ bài rồi để đặng bấm like, đặng tôi theo dõi, nó sẽ hiện lên trên Facebook của tôi. Các bạn biết khi mà mình chia sẻ những cái bài tiêu cực như vậy đó, thì các bạn là những người trong nước đó, là những cái cơ hội rất là tốt cho những cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại, bọn Việt Tân, những cái đám cờ vàng, những cái đám chống cộng cực đoan, tụi nó phái lắm. Tại vì những cái tiếng nói của các bạn ở trong nước đó, nó đối với tụi nó đó là một cái miếng mồi rất là ngon. Các bạn biết khi mà hồi tôi đấu tranh với tụi nó ở những cái diễn đàn khác đó, tụi nó thấy những cái người nào mà ở trong nước vào diễn đàn á, là tụi nó luôn luôn ưu tiên cho những người đó nói trước, nó kích động những người đó để những người đó nói. Tại vì nó lấy những cái tiếng nói của những người trong nước, nó nói ở đây nè, lấy những người trong nước họ lên án, họ họ bày tỏ như thế này nè. Cho nên cái tụi chống cộng tụi nó điệu giả lắm anh chị các bạn, chứ không phải giống như các bạn nghĩ đâu. Các bạn thấy tụi Việt Tân và những cái đám cờ vàng, cái đám chống cộng xuyên tạc phá hoại đất nước, nó chụp ngay những cái cơ hội đó để đặng mà nó đưa vào trong các đấu trường và những cái diễn đàn của nó để nó lên án, nó gây bức xúc cho người dân, nó làm cho dư luận người ta phẫn nộ về một cái thể chế. Các bạn nên cẩn thận, mình là một quốc gia một đảng, tụi chống cộng nó rất là lưu manh, nó tìm những cách, những cái sơ hở để đặng mà nó phá hoại đất nước. Những cái chuyện mà trong quân đội đồ, nó có cái sự cố xảy ra, tôi nói cho các bạn biết, thằng Mỹ nó là trùm, thằng Mỹ nó là trùm, nó là trùm những cái sự việc mà nó xảy ra sự cố trong quân đội về những vấn đề mà tự tử, giết người, hành hung, bạo loạn, hãm hiếp trong những cái người mà chỉ huy quân đội đồ đó, họ dùng những cái sự sự bạo lực quá mạnh, hay là một cái nhóm nào đó trong quân đội đó, nó ăn hiếp lẫn nhau. Các bạn biết trên thống kê của Mỹ đó, để tôi cho anh chị các bạn, tôi nói tôi có bằng chứng để cho anh chị các bạn thấy. Các bạn thấy ở Mỹ, cái vấn đề mà những người mà ở trong quân đội nó xảy ra đó, chỉ trong năm 2016 thôi nhé, là nó có 159 người lính bị chết. Và trong đó 159 người lính này chết không, là không phải ngoài chiến trận nha, là những cái chuyện mà nó xảy ra ở trong nội bộ trong quân đội đó. Những cái người này anh chị các bạn, và trong đó có 71 người có cái hiện tượng là homicide và suicide, có nghĩa là giết người và tự tử. Bởi vì sao? Cái tình trạng các bạn biết Mỹ đó, nó vô quân đội nhiều khi nó bị áp lực, và nhiều khi những cái thằng chỉ huy cấp trên đó nó hành hung, nó gây đến tử vong. Cho nên các bạn biết
trong cái xã hội quân đội nó cũng có những cái nan đề cực kỳ lắm. Thằng Mỹ nó dã man lắm các bạn ơi. Tôi nói cho các bạn biết những cái chuyện mà nan đề của nước Mỹ nó có cả trăm nghìn lần tôi có thể nói, bởi mấy cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này, ở hải ngoại được đó. Nó tôi bắt tụi nó được hết trơn, nó thấy Việt Nam sơ hở là chuyện gì, là nó là cái món mồi ngon trong của nó. Các bạn biết hiện nay gần đây đó, tụi nó vào trong những cái diễn đàn mà xuyên tạc chống phá đất nước đó, nó lấy những cái hình ảnh địa danh tên tuổi của nó lấy là nó nằm ở trong nước không à, tại nó dùng như vậy để đặt nó đánh đánh cháo khái niệm, nó lừa những người khác. Các bạn thấy không, tình hình ở bên Mỹ đây, đây là một cái người lính phụ nữ này bị hiếp dâm đó các bạn, chết mà tới nỗi gia đình không biết, sau này rồi điều tra rồi tìm ra nó khủng khiếp lắm. Tôi nói chuyện các bạn biết, chính chỉ năm 2016 thôi, để tôi cho các bạn thấy nó xảy ra những cái vấn đề mà bạo bạo lực và trong quân đội á, nó gây ra nhiều cái sự thương tâm lắm. Ngay cả năm 2020 nha, năm 2020 các bạn thấy không, 31 người lính ở tại cái bang Texas trong cái trại lính đó bị chết, mà trong đó có 11 người là suicide và năm năm người homicide, có nghĩa là 11 người tự tử và năm người kia họ 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 bị giết á, murder, bị nó gọi là tội giết người á. Các bạn biết nó khủng khiếp lắm, nó đâu có nó, cái những cái chuyện ở bên nước Mỹ mày ơi, các bạn biết nó đủ thứ trong cái vấn đề mà quân đội đồ, nó đàn gian những cái sự mà nan đề trong đó. Cho nên ở Việt Nam lâu lâu nó xảy ra một cái sự việc trong quân đội thì chúng ta hết sức bình tĩnh lên chị các bạn. Các bạn share, tôi thấy các bạn share mà nóng mặt chóng mặt luôn á. Tôi vào tôi mở Facebook lên trong cái danh sách kết bạn á, những anh em của mình á, tôi thấy chuyện một cái quân nhân tên Đỗ gì đó để bị tử vong đó, khi nó có những cái gì đó mâu thuẫn hay là những cái sự bạo lực quá mạnh tay gì đó, nó xảy ra cái sự cố như vậy, lấy làm đáng tiếc thôi các bạn. Nhưng mà không nên share, các bạn không nên share, tại vì các bạn mà share chia sẻ những cái nan đề như vậy, không phải là mình che giấu những cái nan đề của xã hội Việt Nam, không phải như vậy. Cái tiêu cực của Việt Nam mình phải cẩn thận, tại vì hiện nay Việt Nam mình đang đối mặt với lại một cái nhóm thù địch rất là lớn. Các bạn biết hàng chục nghìn diễn đàn của tụi nó khắp mọi nơi hết, nó gình rập bất cứ một cái gì Việt Nam mà bỏ ra là nó lụm lên, là bắt đầu nó xuyên tạc ngay lập tức. Các bạn biết tôi vô diễn đàn của Việt Tân cũng vậy, tôi chửi cho nó chẳng chắc thế nào nó cũng block, tại tại cái nick của tôi nó mới, thành ra tôi còn vào được. Các bạn biết các vấn đề mà quân nhân người lính tráng ở bên Mỹ chèm hồi, nó cũng nó xảy ra những cái đau đầu lắm chứ không phải giỡn đâu. Mà cái thằng Mỹ nó cái truyền thông của tụi nó rất là khôn, mà những cái nan đề của nước Mỹ nó nói qua lần vậy thôi à. Mà ai muốn tìm hiểu thì vô luôn đi tìm hiểu, giờ dân nó cũng biết như vậy rồi, nó ra đó nó đền tiền cho gia đình, rồi nó chu cấp tiền bao nhiêu rồi bắt đầu đâu cũng vào đó hết. Các bạn thấy nó dùng cái sức mạnh đồng tiền để đặng nó che đậy những cái tội ác tội lỗi của nó. Thằng Mỹ nó vậy thôi. Cho nên anh chị em các bạn lên mạng này, nhất là các bạn ở trong nước đó, tôi nói các bạn một điều, nhiều khi tôi không phải là cái gì hết trơn á, tại vì tôi sống ở bên cái đất Mỹ này, tôi quá hiểu cái đám chống cộng cực đoan ở hải ngoại, tụi nó sự khốn nạn của tụi nó dã man lắm. Nhiều khi mình yêu nước mình cũng bức xúc những cái nan đề xã hội, nhưng mà mình hãy cùng nhau với những người lãnh đạo để người ta giải quyết cho nó ổn thỏa, chứ đừng có xe xe rộng rãi, xe tầm bậy tầm bạ. Các bạn ở trong nước, các bạn mà chia sẻ những cái nan đề của xã hội Việt Nam trong nội bộ,
chính quyền trong nội bộ của quân đội hay nội bộ của những cái chuyện xảy ra trong các cấp quyền đó, cơ quan nhà nước đó, là tôi nói như vậy bạn, cái tụi chống cộng ở hải ngoại, tụi chống cộng cực đoan, đám dân chủ trong nước nó được tiếp tay bởi cái đám hải ngoại, nó dùng sức mạnh của đồng tiền đô, nó sẽ quậy, nó sẽ quậy, nó sẽ đổ dầu vào, nó châm lửa vào. Các bạn thấy trong khi đó những cái chuyện của quốc gia nó đang sống, nó đâu có bao giờ nó dám nó lên mạng mà nó nói lên những cái sự thật đâu, nó đâu có dám đâu. Nhiều khi nó không muốn nói ra, nhiều khi nó không biết, không phải không biết, nhiều khi nó không tìm hiểu được về những cái mà ngôn từ từ tiếng Anh nó không tìm được. Các bạn thấy cho nên cẩn thận anh chị các bạn. Bởi mấy hôm hôm mà cái sự việc mà của cái quân nhân này nè, tôi vào trong Việt Tân, tôi vào trong mấy cái đấu trường, chàng ơi nó xe, các bạn biết nó xe ra bột là nó lên án để đặng nó kích động. Tôi hỏi nó, bên cái đất Mỹ của mày, bố Mỹ của mày nó còn trăm nghìn lần, bạn thấy khủng khiếp. Nó cẩn thận, tôi chỉ khuyên anh chị các bạn một điều, mình hết sức cẩn thận ở trên cái không gian mạng này. Các bạn là những người trong nước, nhất là các bạn là những người trong nước. Tôi ở hải ngoại thì đối với tôi là cái gai trong mắt tôi đó, nhưng các bạn là những người trong nước đó. Một cái sự phát biểu, một những cái bài của các bạn mà đăng á, tụi nó ngồi nó gom lại, tại vì các bạn không có vào trong những cái đấu trường, những cái mà cái diễn đàn của tụi nó bươi nó móc. Các bạn mà vào trong Pow Talk, các bạn sẽ ngồi đó, các bạn nghe mấy cái diễn đàn tụi nó chống phá Việt Nam, nó xuyên tạc. Mà ơi, tôi ngồi tôi nói chuyện các bạn thấy thấy ớn chè đậu luôn mà khủng khiếp lắm. Cho nên cái vấn đề mô hình xã hội quân đội trong cái bộ máy hành chánh thể chế chứ, rồi mình là những người dân, mình yêu đất nước mình lên đây không phải là mình che giấu, mình cần phải bảo vệ cái chế độ này. Tôi nói chưa, không, chúng ta phải bảo vệ cái chế độ này, những cái tiêu cực nan đề mình biết, nhưng mà mình để đó để những người có thẩm quyền người ta giải quyết, và báo chí ở trong nước người ta nói đã đủ rồi, còn mình ở trên mạng xã hội này, Facebook á, mình nên hạn chế bớt đó, mình nên hạn chế để đặng mình làm sao mình vạch mặt cái tụi chống cộng, cái tụi xuyên tạc chống phá đất nước. Đó là mục tiêu của mình, để mình bảo vệ cái đất nước, sự bình yên quê hương của mình. Anh chị các bạn nên tập trung vào những điều đó, chứ không phải mọi chuyện gì mình thấy báo chí nó đưa ra cái mình thấy lên mà mình cũng bức xúc rồi chia sẻ loạn cào cào lên, nguy hiểm lắm. Tôi thấy cái sự việc nó mới xảy ra mấy ngày, tôi ngồi tôi xem luôn mà tôi thấy mở Facebook lên chạy ào ào ào, toàn là mấy cái anh em của mình không à. Chuyện một quân nhân bị tử vong á, chàng ơi tôi nói mày ơi, ô mày cứ là tôi nói khiếp. Cho nên cẩn thận anh chị các bạn ơi, mình yêu đất nước của mình, yêu quê hương của mình một cách hết sức là bình tĩnh. Mình chỉ cần chặt một chút thôi là tụi chống cộng nó sẽ dùng cái đó, nó sẽ chi phối cái mô hình xã hội chính trị. Các bạn thấy chuyện nước Mỹ trong quân đội nó xảy ra khủng khiếp lắm, tôi nói chị các bạn biết, nó xảy ra hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây, những cái nan đề của nó khủng khiếp. Mà tại vì cái truyền thông và cái mô hình, một cái mô hình đa đảng bịp bợm mị dân xảo trá của nó gọi là nó cover up đó, nó che đậy. Các bạn thấy đây là những cái người lính này đã bị chết rồi, toàn là bị không phải là bị chết ở ngoài chiến trường, các bạn biết mấy chục người lận chứ đâu ít đâu, bị chết là do trong cách hành xử trong quân đội nó hiếp đáp, rồi nó hãm hiếp, như phụ bưng nhỏ phụ nữ này là bị hãm hiếp rồi. Còn nhiều đứa nó bị hành hung, nó bị giống như trong huấn luyện nữa, nó huấn luyện nữa, nó training gian truyền training nữa,
Ở dưới đó các bạn nè, các bạn thấy, để tôi xuống cho các bạn xem trong lúc mà là những người quân nhân đó họ họ bị chết không phải là ngoài chiến trường đâu nè, các bạn thấy không? Dangerous training, sexually misconduct, suicide, homicide, toàn là những cái tội hư dữ không trong quân đội á, chứ đâu phải là ở ngoài chiến trường đâu, là trong cái sự huấn luyện đồ. Ôi thôi, nó đủ thứ đó. Nó giết nhau, đánh với nhau, thành ra cũng tầm lem tầm lua hết. Còn Việt Nam mình lâu lâu nó có sự cố, thì những người người ta có đủ thẩm quyền, người ta sẽ giải quyết sao cho nó ổn thỏa. Cho nên anh em chúng ta lên đây hết sức bình tĩnh. Các bạn mà chỉ trong chính trị, anh chị em các bạn mà chỉ cần mà vội vã một chút là sẽ đi chặt đường hết, sẽ đi chặt đường gầy luôn, sẽ té ịt đùi hơn. Tôi nói thật ấy, mình té thì không nói gì, mình làm ảnh hưởng tới sự an nguy của quốc gia, quyền lợi dân tộc. Tôi nói cho các bạn biết, đó là một cái điều rất là quan trọng. Tôi rất là coi trọng vấn đề đó. Đối với tôi, quê hương đất nước Việt Nam, này tôi rất là yêu. Tôi nói cho các bạn, tôi lên đây tôi chỉ yêu cái quê hương Việt Nam một cách, tôi nói không thể nào mà diễn tả nổi được cái lòng yêu quê hương đất nước của tôi. Tôi không có đặt nặng vấn đề mà cá nhân hay là có nhiều người nghĩ rằng thằng này nó về Việt Nam nó sống chắc là nó lên mạng nó bưng bô để đặng nó về, nó được cái này kia nọ. Tôi nói cho các bạn, hồi nào giờ tôi sống, tôi về Việt Nam tôi sống tôi làm việc, tôi không bao giờ có chủ trương như vậy đâu. Tôi chơi sòng phẳng lắm, tôi là dân làm ăn mà. Thành ra tôi chỉ góp ý kiến với anh chị các bạn thôi, khi anh chị các bạn không hài lòng thì tôi đành chịu đó. Bởi vì trên cái không gian mạng này nhiều khi tôi chia sẻ nó quá thẳng thắn, cũng làm mất lòng rất là nhiều người, mà tôi chấp nhận điều đó. Bởi vì tôi đổi lấy cái vấn đề mà cá nhân đặt cái dân tộc, quyền lợi đất nước lên trên hết. Tôi bảo vệ cái thể chế này, bảo vệ cái quê hương đất nước này bằng mọi giá. Bởi vì tôi chỉ nghĩ làm sao mình sống xứng đáng với lại những cái công ơn những người đã hy sinh cho đất nước này. Họ đã hy sinh quá nhiều, máu họ đã đổ khắp quê hương, nhuộm đỏ cả tổ quốc để anh em chúng ta có được một cái đất nước ngày hôm nay rất là đẹp. Mặc dù nó còn những cái tiêu cực, nhưng những cái tiêu cực đó nó đang làm cho nó tốt hơn và tốt hơn. Chỉ có vậy thôi. Còn cái xã hội Mỹ này nó trăm ngàn rồi, các bạn nói, tôi nói chị bạn, mấy thằng mà chống cộng cực đoan ở trên mạng này mà gặp tôi rồi. Tôi đưa ra những cái bằng chứng thật chứ không có Photoshop, không có vẽ, không có xạo. Thôi thì lại mình like tới đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.